Hi, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm một bài tập kỹ năng. Đó là bài tập cuộc dây dày như thế này nè. Rồi chúng ta cùng làm nha. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ nha, xung băng keo, với lại một ít dây vải như thế này để mình làm cái dây cuộc đôi giày nữa nha. Rồi thì trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái tấm vải nỉ màu trắng có khổ là chiều dài là 16 cm, còn chiều rộng là 12 cm nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm một chiếc giày. Các bạn vẽ hình một chiếc dài như thế này nha. Thì mình đã cắt xong được hình dáng của một chiếc giày như thế này rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ bỏ bớt một cái phần của cái đế giày này đi nha.
các bạn sẽ cắt đôi cái chiếc giày từ cái phần hơi lõm của cái bàn chân á, các bạn cắt lên trên này nha, đôi cắt đôi ra. Mình sẽ làm phần lót đế của chiếc giày bằng một mảnh nỉ màu hồng nha. Tiếp theo mình sẽ đục những cái lỗ tròn như thế này, cứ một bên thì mình đục cho 3 lỗ nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán chiếc giày này vào nha.
Với cái phần chiếc giày này thì các bạn chỉ dán cái viền thôi nha. Rồi bây giờ để cho thêm đẹp thì các bạn có thể cắt thêm một ít cỏ màu xanh, các bạn dán lên những cái chỗ trống này nè. Rồi thì như vậy là cái bài tập luyện kỹ năng cuộc chơi giày cũng đã hoàn thành rồi đó.